Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Xin được kính chúc cho quý vị và các bạn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Tiếp tục ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn lễ tang của em Nguyễn Dương Thanh Nhã. Em Thanh Nhã thì sinh năm 1998. Không may em đột ngột qua đời, mặc dù cũng đã được gia đình cùng với các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, đã trở về với tổ tiên, để lại cho bố mẹ, cho anh chị em trong nhà những nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Sự ra đi của em để lại cho tất cả người thân thật sự những nỗi quá xót xa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của con người thật vô thường. Mong rằng em Thanh Nhã về nơi ấy được yên nghỉ, được ngàn thu an giấc. Trong cuộc sống này, vốn đời là bể khổ, nhưng sự ra đi của Thanh Nhã còn quá trẻ, những nỗi tiếc thương ấy giờ đây thật sự để lại cho chúng ta những nỗi niềm tiếc thương. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai có thể khổ được bằng cha. Nước biển mênh mông không có đong đầy được tình mẹ. Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín được công cha. Tào Tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy mẹ che chở cho các con. Nhưng đến ngày hôm nay thì con mất không còn. Trên đời này bố mẹ thì thương nhớ mãi, dẫu biết rằng cả một cuộc đời bố mẹ đã biết bao nhiêu từng trải, vì cháu con mà gian khổ đã nhiều. Thanh Nhã ơi, ngày hôm nay em chưa báo đáp cho bố mẹ được bao nhiêu, thì giờ phút này đã đành chia tay vĩnh biệt. Giờ đây em về nơi suối vàng, em đâu có biết bố mẹ ngậm ngùi thương tiếc lắm thay. Em ra đi vậy là bỏ tháng quên ngày, không một lời chia ly vĩnh biệt. Rồi từ đây trở đi lòng đau khôn xiết, bày tỏ cùng ai những lúc nhớ nhung. 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau, mong con lớn để sau nương tựa. Ai có ngờ đâu giờ đây đôi ngả, phút chia ly chẳng biết nói làm sao. Kính thưa quý vị, đời là những bể khổ, những chuyến đi không bao giờ trở lại, những ánh mắt âu sầu tiếc thương vô hạn. Cầu nguyện cho hương linh của Nhã Thanh được ra đi thanh thản, về với cõi Phật nơi Tây Phương Cực Lạc, để rồi hãy che chở độ trì cho toàn thể gia đình, người thân được mạnh khỏe, bình an. Kính thưa quý vị, những hình ảnh quý vị đang nhìn đó là đang đưa Nhã Thanh về
nơi hỏa táng. Và sau khi hỏa táng Nhã Thanh xong, thì tất cả mọi người lại đưa Nhã Thanh về nơi yên nghỉ, lấy cho cốt, rồi về an táng em tại quê nhà. Hàng mấy chục người đưa tiễn em mà dòng lệ đôi hàng. Có biết bao nhiêu những người già trẻ, trai gái, rồi bạn bè của gia đình, của bố mẹ và của em cũng đều trở về đây để tiễn đưa một người con gái trẻ để về nơi yên giấc nghỉ ngàn thu vĩnh biệt. Thật sự, một cô gái vẫn còn quá trẻ, còn biết bao nhiêu những ước mơ hoài bão của mình, giờ đây đã gác lại để về nơi ấy suối vĩnh hằng yên nghỉ giấc ngàn thu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho nên cuộc sống này, chúng ta cứ sống tốt, đối xử tốt với tất cả người thân. Lỡ một mai chúng ta cũng về nơi yên nghỉ, để lại đây những tiếng thơm muôn đời. Đừng để lại những tiếng đời nguyện rủa, xót xa thay chẳng tham lam cõi trần. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ, và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho chúng tôi, để tiếp tục chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để đưa đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.